Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ vì đã được ơn nghĩa nơi Thiên Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ tên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần đáp lại rằng: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Elizabeth, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã có thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ở trong nhà thờ hôm nay ai có bổn mạng tin thánh là Maria tối hôm nay giơ tay lên ạ? Có bao nhiêu người trong nhà thờ này? Wow, nhiều quá vậy ạ. Rất là nhiều. Ở trên ca đoàn cũng giơ tay. Có một câu chuyện rằng cặp vợ chồng kia, người chồng nói với người vợ rằng: Em ơi, hôm nay là ngày lễ bổn mạng của em, anh muốn em đi xưng tội để cho nó sạch sẽ, để em đón mừng ngày lễ bổn mạng quan thầy của em. Thì người vợ đến gặp vị linh mục nói là: Cha, chồng con nói con phải đi xưng tội mà con không thấy con có tội gì hết trơn trời. Con chả biết con không có tội gì, bây giờ vợ chồng con nói con xưng. Thì vị linh mục mới nhìn cô ta rằng: Chị có thể cho tôi xin tên tuổi của chị để tôi chụp chị tấm hình. Nó để làm chi vậy cha? Để cha gửi qua bên Rome, bên tòa thánh để xin Đức Giáo Hoàng phong thánh cho chị. Bởi vì đây là người thứ hai mà có đặc ân vô nhiễm nguyên tổ. Thì chị này nói là: Ồ không không cha ơi, con nhiều tội lắm cha, để con xưng. Con rất là nhiều tội. Thì đó là câu chuyện vui không quý bà cha em. Và hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội trở về dòng lịch sử. Vào mùng 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội để chống lại những lạc giáo, chống lại Đức Mẹ. 4 năm sau, năm 1858, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức và Thánh Bernadette đã hỏi Đức Mẹ: Bà là ai? Và Đức Mẹ đã trả lời với Thánh Bernadette rằng: Ta là đấng vô nhiễm thai. Đức Mẹ confirm một lần nữa, xác tín lần nữa cái tín điều mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã công bố.
Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Và Đức Chúa Hoàng nói rằng bất cứ ai là người Công giáo mà không tin vào tín điều này thì không còn là người Công giáo nữa. Cho nên là người Công giáo chúng ta phải tin tín điều này. Đức Mẹ ngay từ trong cung lòng của bà Thánh Anna đã được Thiên Chúa gìn giữ vẹn toàn, trong sạch, thánh thiện, một cung điện xứng đáng để chứa đựng ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Vì Thiên Chúa là đấng thánh thiện tuyệt đối, trong sạch tuyệt đối, cho nên cái nơi mà chứa đựng ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người phải là sự trong sạch, không một vết nhơ tỉ ố của tội lỗi. Và chúng ta có ba câu kinh thánh để xác tín chúng ta cái này. Trong bài đọc một ngày hôm nay, khi mà Adam và Eva phạm tội ăn trái cấm, thì Thiên Chúa đã đến và phạt cái con rắn. Sẽ một người đàn bà sẽ đạp lên đầu của ngươi. Con rắn tượng trưng cho cái tội nguyên tội. Và người đàn bà đây chính là Đức Mẹ, sẽ đạp lên cái đầu của nó. Để nói lên là Đức Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Và câu kinh thánh thứ hai mà chúng ta nghe trong bản phúc âm ngày hôm nay, khi thiên thần Gabriel đến chào Đức Mẹ, bà là đấng đầy ơn phúc. Cái gì mà nó đầy tràn thì hoàn toàn là không có khuyết tội lỗi gì cả. Và Thiên Chúa ở cùng bà, ở đâu có Thiên Chúa ở đó không có tội lỗi. Và Đức Mẹ là người đã mừng mùa vọng và mùa Giáng sinh trước chúng ta 9 tháng 10 ngày. Mà mặc dù Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, nhưng bà Thiên Chúa vẫn luôn luôn tôn trọng sự tự do của mẹ. Và đến hỏi Đức Mẹ rằng, Đức Mẹ có dám đón nhận ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người không? Và Đức Mẹ nói rằng chuyện đó làm sao xảy ra được, vì tôi không biết đến người nam. Và Thiên Thần đã giải thích cho Đức Mẹ, người chị họ Elizabeth, mặc dù tuổi già sức yếu cũng đã kêu mang, Thánh Gioan tẩy giải. Và Đức Mẹ đã nói tiếng xin vâng, vâng phục Thiên Chúa. Đức Mẹ là một Eva thứ hai, và Eva mới, Eva cũ là bà Eva đã không vâng phục Thiên Chúa ăn trái cấm. Thì Eva thứ hai là mẹ Maria, là người luôn luôn nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa, với bà nhé. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì Đức Mẹ đã đón nhận cái ngôi hai để mà chúng ta có được ngày hôm nay. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay đón mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng ta nhớ lại bí tích rửa tội mà chúng ta đã đón nhận. Ngay khi chúng ta còn bé hay sau này chúng ta được rửa tội, vì Đức Mục trao chúng ta một cái tấm áo trắng. Con hãy giữ tấm áo trắng này tinh tuyền cho đến cuối cuộc đời. Nhưng rất tiếc, thời gian trôi qua, tấm áo trắng mà chúng ta được rửa tội bắt đầu trở nên hoen ố vì tội lỗi. Và Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta bí tích giả tội, để rồi chúng ta vào tòa giả tội, xưng thú tội lỗi với linh mục. Một lần nữa chúng ta lại được tẩy rửa sạch tội lỗi. Tấm áo của chúng ta lại được trắng lại. Và Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống tránh xa tội lỗi để được sau này để được hưởng phúc thiên đàng. Và mẹ Maria là cái người làm gương cho chúng ta. Mẹ hiểu cái sự yếu đuối của con người chúng ta và mời gọi chúng ta hãy sống tuân phục Thiên Chúa như mẹ. Và mẹ luôn luôn đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Mẹ đã hiện ra ở khắp nơi Việt Nam, La Vang, Guadalupe ở Nam Mỹ, ở Lộ Đức, ở Fatima. Mẹ đã hiện ra khắp nơi. Và những lần mà Đức Mẹ hiện ra đều nhắc nhở những con cái của mẹ, các con hãy ăn năn sám hối để sống đẹp lòng Chúa. Vậy ngày hôm nay chúng ta chạy đến với mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cho chúng ta. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.